Xin chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và như tiêu đề các bạn đã thấy thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review một cuốn sách mà mình đã đọc qua rồi, đó là The Godfather. Tiếng Việt đây là Bố Già cho nó dễ nha, tại mình đọc tiếng Anh không hay tiếng nào chứ. Cái cuốn sách này nó rất là nổi tiếng rồi, và các bạn có thể tìm được review ở trên rất là nhiều những cái diễn đàn hoặc là những cái kênh khác. Nhưng mà nói chung là mình thấy nó vẫn hay và rất là đáng để đọc đó, nên là mình cũng quyết định làm cái video review này. Cái này nếu như mà mình review quá kỹ thì nó sẽ bị lộ nội dung á, nên là mình chỉ nói sơ qua thôi nha. Cái này vốn dĩ nó là một chuyện mà, nên là mình chỉ cần nói một cái chi tiết nào đó đi thì lúc mà các bạn đọc á nó sẽ bị mất hứng thú đi mất. Ở trên cái này nó sẽ ghi là tuyệt phẩm vô tiền khoáng hậu của một cái bút bậc tài, thì đây là một từ Hán Việt có nghĩa là có một không hai. Sau khi mà đọc cái cuốn này nè, nói chung là mình phải cảm thấy rất là nể phục người dịch luôn á. Tại vì khi mà dịch từ một tác phẩm văn học nước ngoài qua tiếng Việt của mình á, mà vẫn giữ được cái mạch truyện kiểu hồi hộp, diễn đạt rất là hay luôn á. Chả biết nói sao thì rất là cảm ơn tác giả Ngọc Thứ Lan nè, mọi người có thể thấy ở đây. Sau này á, thì mình thấy rất là thịnh hành cái dạng mà ví dụ như giới thiệu về tác giả của cái tác phẩm đó ở ngay trên này luôn. Ví dụ như mình đọc rất là nhiều sách về tâm lý của Cao Minh chẳng hạn. Ở đây sẽ có một vài cái nhận xét mình sẽ đọc sơ qua. Đầu tiên là của diễn viên Tom Hanks. Bố Già là sự tổng hòa của mọi hiểu biết, Bố Già là đáp án cho mọi câu hỏi. Đương nhiên là những cái nhận xét này đã được dịch tiếng Việt rồi nha. Sau đó là một học giả Robert G. Thompson. Bố Già không chỉ xây dựng được một tuyến nhân vật chính khác với những cuốn tiểu thuyết đương thời mà còn đưa ra một chuẩn mực sống. Bố Già vẽ ra trước mắt độc giả một thế giới hư cấu quyến rũ say lòng người. Saturday Review. Bố Già là một thành công vang dội, một cuốn tiểu thuyết độc nhất vô nhị về băng đảng tội phạm. Tờ New York Times thì ghi là bạn không thể dừng đọc nó và khó lòng ngưng về nó. Cũng là một tờ báo khác, The Times. Một tác phẩm kinh điển về mafia, tự bản thân nó đã tạo ra một thứ bùa mê hoặc độc giả. Ở đây có một phần miêu tả cái tác giả dịch, cái người dịch ở đây nè. Thì đây có ghi là Ngọc Thứ Lan không phải là người đầu tiên, cũng chẳng phải là người cuối cùng chuyển ngữ The Godfather sang tiếng Việt. Nhưng bản dịch của ông ghi được dấu trong là người đọc nhất, và mình đọc mình cảm thấy là rất là hay. Nó kiểu sát nghĩa mà nó cái mạch truyện nó không có bị đứt quãng. Không có phải là như kiểu mà dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt mà bỏ vô Google dịch đâu. Thì ở đây nè, mọi người có thể thấy là có một cái bàn tay nắm một cái đồ điều khiển rối ở đây. Những cái này là những cái sự rối nè. Cái người mà đứng sau tất cả mọi thứ chùm cuối á, luôn luôn là những người giật dây á. Cái từ này nó rất là thuần Việt đúng không? Đó là những người giật dây, họ không có ra mặt để làm bất cứ cái gì. Mọi thứ họ đều điều khiển để cho người khác làm thay mình luôn. Giống như Việt Nam mình có mấy con như là những đá dấu tay nè, hoặc là gì đó. Cái sự mà điều khiển của họ rất là tài tình luôn á. Nói chung là mình đã đọc xong cái cuốn này trong vòng 4 ngày. Tại vì lúc đó mình vừa học mình vừa làm nữa. Nhưng mà cứ rảnh đó là mình sẽ lôi ra mình đọc cái mạch truyện, thực sự rất là hay luôn á. Cái bộ truyện này thì gồm 5 cuốn nè. Bố Già nè, Đất Máu, Ông Trùm Cuối Cùng, Luật Im Lặng và Cha Con Giáo Hoàng. Nhưng mà cái cuốn này là nổi tiếng nhất, nên là mình quyết định đọc cuốn này. Và có cơ hội thì mình sẽ đọc tiếp những cuốn khác của tác giả này. Giá của cuốn này là 110.000 nghe. Mọi người có thể tìm được giá hấp dẫn hơn ở trên Tiki. Như hồi trước á, mà khi mọi người học văn á, là mọi người sẽ phải phân tích là cái tình tiết nó như thế nào. Ví dụ như tác giả ghi là cái lá trên cây nó rớt xuống, thì mình sẽ phải phân tích là gió lung lay làm cho cành cây lay động gì đó, xong rồi chiếc lá xa rời cành là buồn gì đó, rồi mình phải rút ra là những cái ý nghĩa trong phần kết luận. Thì ở đây cũng vậy, sau khi đọc một cuốn sách nào đó thì tự giác mình sẽ nhận ra được một vài bài học gì đó, mặc dù là mình sẽ không có phân tích những cái tình tiết trong này đâu. Chuyện mà nó là như vậy, nó rõ tình hình như vậy, có gì đâu phải phân tích đúng không? Có những cái mà cuốn sách này muốn truyền đọc đến cho các bạn. Đầu tiên là gia đình luôn luôn là số 1 nha. Nó là cái bến đỗ cuối cùng khi mà mọi người cảm thấy mệt mỏi hoặc là có chuyện gì đó thì mọi người luôn luôn tìm về với gia đình. Điều thứ hai á, mà khi đọc được xuyên suốt cái cuốn này luôn á, mà có thể các bạn cũng thấy được ở rất là nhiều những cái sách self-help khác, đó là đừng bao giờ cho người khác biết là bạn đang nghĩ gì hết. Tại vì người khác mà biết bạn đang nghĩ gì thì đó sẽ lộ ra cái yếu điểm của bạn, và người ta sẽ dùng cái điểm đó để tấn công bạn. Trong cuộc sống hiện tại bây giờ thì nó sẽ không có súng đạn, nhưng mà rất là nhiều mưu mô trong cả cuộc sống, công việc, giao tiếp hàng ngày đã lại là như thế. Nói chung là mình cứ giữ ở trong lòng thôi. Chúng ta không biết là ngày mai sẽ như thế nào. Hôm nay thì mình có thể là bố già, mình điều khiển tất cả mọi thứ, nhưng mà ngày mai thì mình có thể chỉ là một người bệnh tật hay gì đó. Nên là hãy cứ sống tốt khi mà mình có thể, để mà dạ này mình hay có TikTok, xong TikTok có một câu là hãy cứ sống tốt đi thì mọi thứ đã được an bài rồi.
bố già ở trong cái phần này có một quy tắc, đó là sẽ không bao giờ hứa khi mà không làm được. Và mình nghĩ là cuộc sống hàng ngày cũng nên như vậy. Nhiều khi á, mình cứ hứa cho vui, hứa suông, xong rồi cái gió thoảng mây bay mình lại quên đi mất tiêu. Nhưng mà cái người nhận được lời hứa, người ta rất là để tâm tới cái vấn đề đó. Cuộc sống hàng ngày cũng vậy, như kiểu là ta hứa với mày là sẽ ABCDZ, nhưng mà thật sự tới lúc làm thì đâu có làm được đâu. Như vậy nó sẽ vừa mất tình cảm nè, và nó mất đi cái sự uy tín của mình nữa. Như là mình thấy ở bên mình á, mọi người rất là coi thường trẻ con, không phải coi thường, nhưng mà mọi người có một cái hành động nó, nói chung là không để ý đến trẻ con. Ví dụ như hứa với nó là nếu như mà học kỳ này á con được thế này thế kia thì sẽ cho con đi chơi, và cái đứa trẻ con đó nó sẽ rất là cố gắng học nhiều hơn, làm nhiều hơn để nó có thể đạt được cái thành tích đó. Sau đó nó được đi chơi với bố mẹ của nó, nhưng mà tới hè thì sao, mọi người lại cố gắng kiếm tiền rồi lại quên, rồi lại hứa, thì dần dà cái đứa trẻ con nó sẽ không có tin vào cái lời nói của ba mẹ nó nữa, và không tin vào những lời hứa đó nữa. Không phải mà tự nhiên ở trên mạng có những cái câu mà bạn thì trưởng thành khi mà bạn không tin vào lời của người lớn nói đâu. Và điều cuối cùng mà mình đọc cái quyển sách này xong á thì mình rút ra được, đó là đừng bao giờ hành động theo cảm tính. Có nghĩa là nhiều lúc mà chúng ta sẽ phải phân vân giữa chọn con tim hay là nghe lý trí, rồi chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly, là một việc nào đó sẽ có nhiều sự lựa chọn. Mình phải suy nghĩ thật là kỹ, phải xem là tương lai thế nào, rồi hiện tại như thế nào đó, để chúng ta lựa chọn một cái giải pháp hợp lý nhất và tốt nhất. Thì mình xin phép spoil một tí trong chuyện này, đó là khi người anh này nghe liên quan tới người thân của mình gặp vấn đề á, đã không suy nghĩ gì hết, không nghĩ nó là âm mưu hay đối phương gì của đối thủ hay gì đó, rồi chạy một leo đi tìm em gái của mình và sau đó lại bị bắn. Xuyên xuống cuốn sách đó, đó là những câu chuyện rất là nhỏ về cái vấn đề này. Một cái thông tin nào đó được tung ra, hoặc là một cái vấn đề nào đó được truyền thông ra đi, đó là do mọi người muốn mình biết cái đó, và mình phải suy nghĩ là nó có hợp lý hay không, và mình lựa chọn những cái biện pháp giải quyết nó làm sao mà nó hợp tình hợp lý nhất. Mọi người thông cảm cho mình là tại vì mình không phải là một reviewer về sách chân chính đâu, nên là mình thấy sách thế này thì mình sẽ nói như vậy thôi. Mình biết là nó sẽ có nhiều chỗ mà nó còn lắp bắp, nó không hay, nó còn lập ý hay này kia nữa. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn để có thể thay đổi và mang tới cho các bạn những cái review hay ho hơn nữa. Đặc biệt là trong một cái cuốn sách mà mình không thể nào spoil nội dung á, thì nó cũng mình cũng không biết phải lựa thế nào, nhưng mà mình sẽ cố gắng học cách để có thể review hay hơn và hay hơn nữa mọi người xem. Lưu vị của mình khi mà nghe mình review một đấy mùa ngủ đến nơi rồi, thì mình rất là vui và rất cảm ơn các bạn khi mà các bạn đã dành thời gian xem video review của mình, và cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa, và nhớ ấn nút chuông nha, tại vì mình sẽ ra video vào mỗi tuần. Và tạm biệt các bạn. Có một điều cuối cùng mình muốn nói, đó là sách này, cái bộ truyện này đã được chuyển thể thành phim, nhưng mà vẫn recommend các bạn là nên đọc sách trước khi xem phim, tại vì những cái cảm xúc đầu tiên của mình khi mà mình đọc sách á, thì nó sẽ được chuyển thể thành những cái hình ảnh ở trong đầu của mình, thì nó sẽ hay hơn, ấn tượng hơn, và câu chữ trong sách nó sẽ được trau chuốt hơn. Khi mà làm phim thì sẽ lược bỏ hết những cái chi tiết, hoặc là khi mà mình xem phim qua thì mình cũng sẽ không có để ý thấy những cái chi tiết nhỏ mà tác giả muốn mang đến cho mình khi mà mình đọc sách đâu. Nếu được thì hãy đọc sách trước nha. Và có phim cho bạn nào lười, ở trên Google có rất là nhiều. Và tạm biệt mọi người.